Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ tư, 12 tháng 4 2017. Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa và tặng cuộc sống lắng đọng trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, ave, ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm có Đức Thánh Cha triệu tập công nghệ hùng y về việc phong thánh, truyền thông phớt lờ tội ác diệt chủng chống Kitô hữu Trung Đông, đối với một bệnh viện Công Giáo, trước mắt phải là tình cảm của con người, nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giam giám mục hầm trú trước đại lễ phục sinh. Đức Thánh Cha triệu tập công nghệ hùng y về việc phong thánh. Sáng thứ Năm 20 tháng 4 2017, Đức Thánh Cha sẽ nhóm công nghị hồng y để quyết định và thông báo về ngày cử hành lễ phong hiển thánh cho một số vị chân phước. Đứng đầu danh sách là cha Andrea de Soberan, cha Ambrogio Francesco Ferro, linh mục giáo phận và giáo dân Matteo Moreira, cùng với 27 vị tử đạo tại Brazil. 30 chân phước này tử đạo ngày 16 tháng 7 năm 1645 và 3 tháng 10 năm 1645. Vì bị những người tin lành Calvin Hòa Lan giết trong cuộc xung đột với các tín hữu Công Giáo Bồ Đào Nha. Tiếp đến là ba chân phước thiếu niên tử đạo người Mexico là Cristoforo, Antonio và Giovanni bị giết vì đức tin ở Mexico năm 1529. Ba vị này được quen gọi là các trẻ tử đạo ở Tlaxcala, là những thổ dân đầu tiên trở lại Công Giáo ở Mexico, bị giết vì đã nhân danh đức tin Kitô từ chối sự tôn thờ thần tượng và tục đa thê. Án thứ ba là cha Faustino Miguez, năm 1831-1925, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Scolopi, cũng gọi là dòng giáo sĩ học đường, sáng lập hội dòng Thánh Calasanzio của các nữ tử Chúa là Mục tử. Án thứ tư là chân phước linh mục Angelo da Acri, tục danh là Luca Antonio Facon, thuộc dòng Cappuccino, qua đời năm 1739, thọ 70 tuổi. Sau cùng là hai chân phước thiếu niên Francisco và Jacinta đã được Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cách đây 100 năm. Với công nghị trên đây, giáo hội sắp có thêm 37 vị hiển thánh. Truyền thông phớt lờ tội ác diệt chủng chống Kitô hữu Trung Đông. Nhà báo Piers Morgan cho biết cuộc chiến của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đối với Kitô giáo đã không nhận được sự chú ý đáng có trên các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Nhà báo Piers Morgan đã chỉ trích các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ vì đã không đưa tin một cách đầy đủ về các vụ đánh bom nhằm vào hai nhà thờ Kitô giáo tại Ai Cập hôm Chủ nhật lễ lá, khiến cho hơn 40 người thiệt mạng. Phát biểu với tờ Fox News, ông Morgan cho biết vụ tấn công gần đây nhằm vào các Kitô hữu cấp tích tại Ai Cập quả là rất đáng kể, không thể tin được. Và nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tiến hành một cuộc tấn công diệt chủng nhằm vào Kitô giáo trên khắp Trung Đông. Chúng ta biết, nếu như nhìn vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực sự hiện diện cho điều gì, đối với những gì họ đang thực hiện tại Trung Đông và đặc biệt là tại Ai Cập, như là một kiểu tấn công diệt chủng nhằm vào các Kitô hữu và Kitô giáo, ông cho biết. Chúng muốn Kitô giáo phải bị tận diệt, và chúng muốn cải hóa tất cả những người Hồi giáo tham gia cuộc thập tự chinh của chúng. Chúng muốn nó trở thành một cuộc thánh chiến, và chúng muốn các Kitô hữu biến mất. Ông Morgan cho biết thêm, tôi không nghĩ rằng việc tường thuật đó sẽ thu hút sự chú ý đáng có của giới truyền thông Hoa Kỳ, và tôi phải lên tiếng với các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới. Nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giam giám mục hầm trú trước đại lễ phục sinh. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt bỏ tù một giám mục Công giáo hầm trú trước khi ngài cử hành thánh lễ phục sinh đầu tiên trong giáo phận của mình. Đức giám mục Vinh Sơn Guo Xijin thuộc Mindong, tỉnh Fujian đã bị đưa ra khỏi giáo phận của mình vì văn phòng điều hành tôn giáo địa phương cho biết là dự lớp học kéo dài trong 20 ngày. Vị giám mục này đã được bổ nhiệm về giáo phận Mindong năm ngoái sau khi Đức giám mục Vinh Sơn Hoang Su Chen qua đời. Cán bộ Trung Quốc có một lịch sử cách ly các giám mục và linh mục ngầm khỏi giáo phận
hay giáo xứ của họ ngay trước khi kỷ niệm những lễ trọng hoặc các sự kiện công cộng. Đại lễ Phục sinh, thánh lễ mà các linh mục giáo phận hợp nhất với các vị giám mục chủ chăn của họ, đã cho thấy sức mạnh của giáo hội ngầm ở Phúc Kiến, nơi một giám mục khác do nhà cầm quyền ủng hộ nhưng không được tòa thánh chấp nhận, chỉ cai quản được thiểu số người Công giáo địa phương. Đức Giáo hoàng Francisco nói, đối với một bệnh viện Công giáo, trước nhất phải là tình cảm của con người. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp một số bệnh nhân nhỏ nhất tại bệnh viện Nhi ở Vatican. Các em là những đứa trẻ và thanh thiếu niên, những người đang tham gia vào một thực tiễn bàn luận cho một kênh truyền hình Ý về trải nghiệm của thanh thiếu niên và gia đình mình trong bệnh viện. Nếu không có bệnh viện Bambin Gesù, con sẽ không ở đây để nói chuyện với cha, rất có thể con đã chết từ lâu. Con muốn cảm ơn tất cả các bác sĩ, một đội ngũ tuyệt vời, mặc dù con thường đối xử với họ không được tốt, đây là một bệnh viện tuyệt vời. Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ và các gia đình của trẻ em, bởi vì họ đã giúp cho các bệnh nhân uống thuốc. Ngài nói điều quan trọng nhất là tình cảm. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, có nguy cơ quên rằng, thứ thuốc quan trọng nhất chỉ có thể được cung cấp bởi gia đình, đó là vuốt ve, âu yếm. Nhưng nếu đây là một bệnh viện Công giáo, chờ đợi là Công giáo, trước nhất các bạn phải là tình cảm của con người, và các bạn thể hiện một nhân chứng về lòng nhân đạo hôm nay. Đức Thánh Cha đã ký vào một số bức ảnh cho những người bạn, những người hiện vẫn đang nằm trong bệnh viện, và Ngài tỏ ra xúc động trước sự nhút nhát của một cậu bé. Đó là lý do tại sao trước khi chia tay, Ngài lại đặc biệt chào cậu bé. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người, người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng.
Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: "Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu." Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu." Đức Giêsu đáp: "Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy." Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa." Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch." Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật, thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em." Bài học rửa chân. Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu được Ngài dạy dỗ phải trở nên như trẻ thơ, nhưng các ông vẫn mang nhiều tham vọng, tham chức quyền, muốn làm lớn. Chúa không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động. Sinh ra trong hang lừa, chịu đóng đinh, chịu chết trên thập tự. Cả cuộc sống như thế của Chúa Giêsu mang đậm dấu ấn khiêm tốn phục vụ. Như Ngài đã nói, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Trong bữa tiệc ly, trước khi lập bí tích thánh thể và chức thánh linh mục, Ngài làm công việc của một đầy tớ, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua việc này, Chúa Giêsu thiết lập một quy tắc mới của Ngài: lãnh đạo là phục vụ. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Khiêm tốn vốn được coi trọng ngoài đời cũng như trong cộng đoàn hội thánh. Thế nhưng giữa chúng ta cũng như trong nhóm các môn đệ Đức Giêsu, mầm mống kiêu căng, cao ngạo vẫn còn tiềm tàng hay bộc lộ ra cách này cách khác. Để rồi từ đó bao nhiêu rối loạn trật tự đã nảy sinh. Nghi thức rửa chân trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh nhắc lại cho chúng ta bài học quan trọng này. Với trách vụ được giao phó cho tôi hiện nay, tôi có khiêm tốn phục vụ người khác không? Lạy Chúa Giêsu, con muốn học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm tốn. Xin cho con noi gương Chúa, sẵn sàng quỳ xuống rửa chân cho những người Chúa giao phó cho con. Amen. Là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Hãy sống yêu thương nhau thật nhiều, hãy sống yêu thương nhau thật nhiều. Kính mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Quà tặng cuộc sống.
nhờ vậy mà ta trưởng thành. Bạn chỉ thực sự thất bại một khi bạn đã từ bỏ mọi cố gắng. Khuyết danh. Bạn đã từng nghe nói đến vỉa đá ngầm nổi tiếng kéo dài 1.800 dặm từ New Guinea đến Úc mà khách du lịch một khi đã đến đây không thể không ghé thăm. Tại đây, một người khách đã hỏi hướng dẫn viên du lịch một câu hỏi khá thú vị. Tôi quan sát thấy cụm vỉa đá này, nhưng phía bên kia đại dương nó thật rực rỡ và sống động, trong khi phía bên hồ nước nó lại xám xịt và thiếu sức sống. Tại sao lại như thế? Người hướng dẫn viên giải thích rằng, những vỉa đá dưới hồ tuy chìm trong nước, nhưng vì không phải đấu tranh sinh tồn nên chúng chẳng thể hoàn thiện được. Trong khi đó, những vỉa đá phía đại dương lại không ngừng đối diện với biết bao là sức mạnh khắc nghiệt của thiên nhiên như sóng gió, bão tố để tồn tại. Và khi chịu đựng những thử thách như thế, nó mới có cơ hội để thay đổi và thích nghi. Nó vẫn phát triển thật mạnh mẽ và liên tục tái sinh. Có nghịch cảnh, có thử thách thì mới biết rằng bạn đang sống. Thử thách giúp bạn mạnh mẽ và kiên trì hơn. Nếu gặp khó khăn, bạn không nên quá lo lắng hay sợ hãi. Đừng chùn bước và hãy tự nói với mình rằng, nhờ vậy mà ta trưởng thành. Không bao giờ là quá muộn. Mỗi trải nghiệm mà ta đã trải qua đều tốt cho chúng ta. Điều quan trọng là phải có thái độ đúng để chấp nhận mới có thể hiểu được ý nghĩa và giá trị đích thực của nó. Raymond Holywell. Không bao giờ là quá muộn. Cách đây nhiều năm, khi tham dự khóa học về giao tiếp, tôi đã biết đến một phương pháp giảng dạy khác thường. Giảng viên yêu cầu chúng tôi liệt kê tất cả những việc mà chúng tôi vẫn còn thấy hổ thẹn, dây dứt, hối tiếc hoặc chưa hoàn tất. Qua tuần tiếp theo, giảng viên mời các học viên đọc to bản danh sách của mình. Vì đây là những điều rất riêng tư của mỗi cá nhân, nên những ai can đảm lắm mới tình nguyện đọc trước cả lớp. Khi mọi người đọc bản danh sách của họ, thì những điều ân hận của tôi lại dài ra thêm, đến hơn 101 việc chỉ sau 3 tuần. Tiếp theo, giảng viên gợi ý để chúng tôi tìm giải pháp cho những hành động đó, hoặc xin lỗi hoặc sửa sai để chuộc lại lỗi lầm. Thật tình tôi rất phân vân, tự hỏi liệu cách này có giúp cải thiện những mối quan hệ của mình không, khi nghĩ đến cảnh bị mọi người lạnh nhạt xa lắm. Sang tuần tiếp theo, người ngồi cạnh tôi xung phong kể lại câu chuyện như sau. Khi đang ghi ra những lỗi lầm của mình, thì tôi chợt nhớ đến một việc xảy ra khi còn học trung học tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Iowa. Ngày ấy, chúng tôi chú ghét Brown, viên cảnh sát trưởng nơi chúng tôi sinh sống. Một đêm, tôi cùng hai đứa bạn quyết định chơi khăm ông ta. Sau khi uống vài ly bia trong quán, chúng tôi tìm một hộp sơn đỏ, trèo lên bồn chứa nước công cộng ngay giữa phố, rồi viết lên đó hàng chữ lớn đỏ chói: cảnh sát Brown là đồ khốn. Ngày hôm sau, hàng chữ chói chang ấy nổi bật dưới ánh mặt trời, đập ngay vào mắt mọi người. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông Brown đã triệu được cả 3 chúng tôi lên đồn cảnh sát. Hai người bạn tôi thú nhận, nhưng tôi thì chối phăng. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả. Gần 20 năm sau, cái tên cảnh sát trưởng Brown chợt hiện lên trong danh sách của tôi. Tôi không biết giờ ông ấy có còn sống hay không. Cuối tuần vừa rồi, tôi gọi điện về phòng cung cấp thông tin ở thị trấn ở Iowa, hỏi thăm thông tin và được biết có một người tên là Roger Brown. Tôi gọi theo số điện thoại họ cho. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia nhấc máy. Xin chào. Tôi mở lời. Chú là cảnh sát trưởng Brown phải không ạ? Phải. Tôi nghe sau vài giây im lặng. Cháu là Jimmy Kankins đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bồn nước dạo ấy. Đầu dây bên kia lại im lặng, rồi bỗng ông nói như hét lên.
Tôi biết mà. Và rồi chúng tôi cười thật to thoải mái và trò chuyện vui vẻ. Trước khi gác máy, ông Brown bảo tôi, Jimmy à, hồi ấy tôi cảm thấy thương thay cho cậu, bởi vì hai bạn của cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã gọi điện cho tôi vì sự thanh thản của chính bản thân cậu. Câu chuyện của Jimmy giúp tôi can đảm gột sạch tất cả 101 lỗi lầm của mình. Tuy phải mất gần 2 năm, nhưng bù lại, điều đó đã trở thành điểm khởi đầu và là nguồn cảm hứng thật sự thôi thúc tôi chọn cho mình một công việc chuyên hòa giải mâu thuẫn. Cho dù mâu thuẫn, bất hòa hay tình huống có khó khăn đến đâu đi nữa, lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm rằng chẳng bao giờ là quá muộn để gột sạch quá khứ và bắt đầu làm lại. Marilyn Manning. Cùng mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi Lắng Động Trong Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tại một nhà thờ, Mục sư Kepha Sentagi đang đứng giảng trong một buổi lễ truy điệu cho một số người đã bị công an nước Uganda bắn chết trước đó. Thì ngoài nhà thờ, năm công an của nhà độc tài Idi Amin đã gồm súng chĩa vào nhà thờ. Bài giảng vừa kết thúc thì nhóm người này hùng hổ xông vào nhà thờ. Viên toán trưởng gằn giọng nói với mục sư, chúng tôi được lệnh đến đây để giết ông. Vậy bây giờ, ông muốn nói điều gì cuối cùng thì nói đi. Sau này, mục sư Sentangi kể lại rằng, lúc ấy hai đầu gối của ông run lập cập, nhưng ông đã lấy can đảm để trả lời viên toán trưởng công an. Ông nói, tôi muốn thưa với Chúa điều này là xin Ngài đừng kết tội các ông về việc các ông sắp làm đây. Ngài nói thế, viên toán trưởng trợn mắt nhìn ông và những người đang ngồi im lặng trong nhà thờ, rồi buộc miệng nói với mấy người trong toán. Lạ thật, không biết mấy người này có điên hay không, mà sao lại chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi trước cái chết thế này. Lúc đó mục sư Sentangi lên tiếng giải thích. Sự sống của chúng tôi là do Thiên Chúa ban cho chúng tôi. Sự sống đó không thể mất được, cho dù chúng tôi có chết đi nữa. Thấy thái độ bình thản của những người có mặt trong nhà thờ, cũng như nghe những lời giải thích của vị mục sư,
thái độ đằng đằng sát khí của toán công an kia đã dịu xuống. Thế rồi, viên toán trưởng mới nói với mục sư rằng, nghề nghiệp và trách vụ của tôi đã làm cho tôi chẳng còn biết chặn lòng thương người là gì nữa. Ông thử cầu nguyện cho tôi xem, tôi có thể thương người được không nhé? Nói rồi, toán công an kéo nhau ra khỏi nhà thờ. Một thời gian sau, người ta thấy viên toán trưởng công an kia đã tin theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện cho những người bắt bớ, bắt hại, đàn áp chúng ta, đó là một mệnh lệnh của Chúa, được Thánh sử Luca ghi lại trong Tin Mừng. Mệnh lệnh này đã được chính Chúa Giêsu thực hành khi Ngài bị người ta treo Ngài lên thập giá. Lúc đó, Ngài thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Nhưng cũng xin nói luôn rằng, đây không phải là một mệnh lệnh dễ thi hành đâu. Bởi tự trong con người, mỗi người chúng ta đều có khuynh hướng báo thù. Chính vì thế mà ngày xưa mới có luật là mắt đền mắt, răng đền răng. Luật này xem ra có vẻ thật công bằng, nhưng sự công bằng đó đã đưa đến chỗ độc ác, dã man, chỉ vì công bằng nhưng lại thiếu tình thương. Chính vì thế mà khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã loại trừ tính cách dã man, độc ác của luật công bằng kia bằng cách ban bố một luật tình thương mới, đó là luật yêu thương kẻ thù nghịch. Yêu thương những người không giống, không hợp, không thuận với mình đã là một điều khó rồi. Ở đây, luật yêu thương mới của Chúa đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù nghịch của chúng ta nữa. Thật là một đòi hỏi chỉ có thể thỏa mãn được nơi những con người anh hùng mà thôi. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể trở thành những con người anh hùng như thế? Chỉ cần chúng ta xác tín rằng, những người mà chúng ta gọi là những kẻ thù nghịch, kẻ bắt bớ, kẻ bắt hại chúng ta, là những công cụ Chúa dùng để thực hiện những dự định tốt nhất của Ngài cho chúng ta. Hiểu như thế, chúng ta sẽ không thể oán hận những người đã bắt bớ làm hại chúng ta nữa, mà trái lại, chúng ta phải cầu nguyện cho họ để họ thi hành đúng dự định của Chúa. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về những con người, những thể chế, những ý thức hệ đối kháng với chúng ta, với giáo hội, để cầu nguyện cho họ mau mắn, sáng suốt, nhận ra chân lý, hầu cải tà quy chánh. Amen. Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống hiền lành và khiêm tốn như Chúa. Chúa là tình thương, muôn đời Ngài luôn xót thương. Chúa là sức mạnh, là sức mạnh của dân Chúa. Chúa là sức mạnh, Chúa là thành trì, Chúa là thành trì. Sức mạnh của dân Chúa, Chúa là sức mạnh. Xin Chúa chung lời.